Hello everyone, today I came here and say wow, big tractor, Fiat. The first time I say wow. Đồ, dây điện quá trời á. Này chắc dây điện của cái điện thoại hay gì á ha. À, dây wifi hả. Wow, Fiat 1000. To this machine, this one, this machine. Yeah. Ah, big one. We have 1000. First time I see. Oh, you can see the tune back. The tune back over there. Yeah. The tune back over there. Ở đây ít Fiat quá ta, hổm rồi anh thấy Belarus với mấy chiếc MF nhỏ nhỏ cơ mà. Hôm nay mới... Dễ hả? À, có bữa vô lòng hồ là thấy kéo 1.300, có một hai chiếc vậy đó. Hàng chi hả? Kiếm không ra luôn á. Một ngàn dt. À, đó là biết xài rồi, xài nó mới đã phải không. Cái này quá mạnh mà. I ask young driver why I not often to see this one, and he said that wow, maybe around here just only his house used about this one. Oh, you can see. Very strong and beautiful. Very strong and beautiful. Let me see. Wow, the way they work. Number 18434. Yeah. Greenfield 18434. And you see the turn back. Turn back a lot of. Wow, a lot of. Oh, nó dướng dữ ra. Oh, bén quá. À, đeo cái bao tay vô. Something over there. And he need to put out. Out, huh? You see. Wow, big one. Chú con sáu dân đây nè. Cái đồ này chạy vô. À, còn mấy mẫu nữa? Mẫu rưỡi nữa. Mẫu rưỡi nữa hả? Đem xe kia đẹp lắm. Dễ hả? Xe kia chiếc chiếc gì cũng ngàn luôn hả? Ồ, đã. Cái này trồng mì hả gì em? Cài trồng mì hả gì? À, dướng. Trời ơi, á, dướng dữ vậy.
rớt. Có thịt. Ôi, giờ sao ba? Giờ bây giờ ba đánh cái sáu gì rồi? Thấy trước đi con sáu cho làm rồi ra. Cứ để giờ bỏ rồi. Ừ. Thiệt đúng là không có gì dễ dàng quá. Ờ, hey, the young driver talk with me that not easy to earn money and he earn money he give a little blood in his hand. Yeah, not easy job. You need to love. Now he running. He running, you can say, huh? Running, running. Wow. Yeah.
No time, he back here. Okay, thanks everyone.